Phiên họp thứ 13 của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra. Tại phiên họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo đã báo cáo rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Đánh giá về công tác tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo nhìn nhận công tác chuẩn bị tài liệu còn chậm, nội dung thảo luận tổ đại biểu còn trùng lắp, thành phần khách mời tham gia thảo luận chưa phù hợp. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri và thảo luận tổ chưa đầy đủ, ít đại biểu tham gia thảo luận chất vấn tại kỳ họp. Dịp này, Hội đồng Nhân dân huyện Côn Đảo khen thưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2022. Đồng thời, thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo năm 2022, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023.